Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh Điện Máy EV Store. Hôm nay sẽ lên cho anh em mình một chuồng sản phẩm cũng như là combo rất phù hợp với anh em nào sử dụng chuyên mở các loại ốc từ 24mm trở lại, thì anh em mình có thể lựa chọn ngay sản phẩm của thương hiệu Amatool. Hiện tại thì dòng Amatool này đang là một trong những thương hiệu bán chuyên về dòng bu lông với giá thành đầu tư phù hợp với anh em mình làm nghề cũng như là dễ đầu tư cũng như là lựa chọn với mức giá thành hợp lý, rẻ và chính sách bảo hành. Đặc biệt thì thân máy khi mà anh em mình mua bất kỳ của những dòng máy sử dụng pin của thương hiệu Amatool thì sẽ được bảo hành lên tới 8 tháng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình mã máy cũng như là dòng máy có lực siết 550N của thương hiệu Amatool. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình một mẫu máy chuyên mở loại ốc 24mm đổ lại, thì anh em cùng xem thử xem dòng này là con nào nha anh em. Với dòng của máy Amatool thì nó sẽ có cho anh em mình một cái màu xanh đỏ cho anh em phối rất là đẹp. Con này nó sẽ có model chính xác là ABL 550 12SM. Thì con này nó sẽ sử dụng là đầu 1/2 anh em, nên là nó sẽ có cái mã là 12SM ở cuối của máy. Mẫu này thì nó được sử dụng là chuyên pin phổ thông, và khi mà anh em mình mua với nguyên combo thì nó sẽ đi kèm theo hai viên pin 4A, nó sẽ đi kèm theo một sạc là 2.5A cho anh em. Thì bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu sơ qua con máy rồi em sẽ cho anh em xem cận cảnh con máy này nha anh em. Với mẫu này thì nó sẽ có lực siết tối đa là 550N và lực mở tối đa của nó thì anh em mình có thể đo và kiểm tra chính xác thì nó sẽ dao động từ 750N cho tới 800N khi mà anh em mình mở ra. Con này nó sẽ có 3 cấp lực và anh em mình có thể điều chỉnh. Cấp 1 thì nó sẽ siết với lực siết nhỏ nhất là 330N. Cấp số 2 thì nó sẽ siết với lực siết vừa phù hợp với anh em mình mở những loại ốc như là 20-22 anh em, thì mình sẽ mở được lực siết là 420N. Và lực siết cuối cùng là 550N, nó sẽ phù hợp với anh em mình chuyên mở loại ốc 24mm. Và ở đây thì em sẽ cho anh em xem luôn những cái như là pin nè, sạc nè, khi mà anh em đầu tư nguyên combo. Nguyên combo thì khi mà anh em mình chốt nguyên bộ thì bên em sẽ hỗ trợ thêm cho mình một cái túi vải của thương hiệu Amatool nữa. Bây giờ thì em sẽ lấy cái thân máy cho anh em xem nha. Với combo theo máy thì nó sẽ đi kèm cho mình là hai quả pin 4A, và khi mà anh em mình đầu tư pin thì nó sẽ có chính sách bảo hành là 6 tháng cũng như là sạc nha anh em, đều có chính sách bảo hành là 6 tháng chính hãng cho anh em. Với dòng này thì dung lượng của nó là 4000 mAh, sẽ phù hợp và đáp ứng được dòng xả cho anh em để anh em mình có thể mở những loại ốc 24. Và trên tay em đây sẽ là dòng máy 550N của anh em chuyên thợ chuyên sử dụng cũng như là mở các bù lon con tán, thì anh em mình có thể đầu tư. Với đầu của nó là đầu cốt 1/2 thì rất là phù hợp với anh em để anh em mình có thể sử dụng đa năng chuyên mở những loại ốc từ 30 đổ lại anh em, thì anh em mình có thể lựa chọn mẫu này. Điều sử dụng là đầu 1/2 và những cái tiếp của nó thì anh em mình tìm trên thị trường nó cũng chỉ có đầu 1/2 thôi, anh em xài nó sẽ dễ dàng hơn cũng như là khi mà anh em thay thế nè, tìm mua nè. Với con này thì anh em mình có thể thấy màu nguyên bản của nó là màu đen đỏ nha anh em, nó rất là đẹp. Ở dưới này thì nó sẽ có những cái nút để cho anh em có thể tăng chỉnh, còn pin thì nó sẽ là dung lượng cũng như là điện áp là 21V. Bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh lại cho anh em xem cũng như là hồi cho anh em xem luôn cả sạc của máy. Trên tay em đây sẽ là dòng ABL 550 12SM của thương hiệu Amatool cho anh em. Mẫu này thì anh em chỉ cần nhìn sơ qua mã thì anh em cũng sẽ thấy nó có rất là nhiều cấp độ cũng như là đầu cốt 1/2 phù hợp với anh em để anh em mình có thể sử dụng đi công trình nè, chuyên siết những cái loại ốc anh em làm bên điện lực. Với motor thì là motor rootless không chổi than, cầm pin cho anh em mình có thể sử dụng được thời gian dài, hiệu quả và độ bền cao. Mẫu này là thương hiệu của Amatool, hiện tại là một dòng máy chuyên về những dòng bu lông có lực siết lên tới 550N. Đầu cốt 1/2. Đó, cốt này thì nó sẽ có một cái lông đờn ở trên nữa để giữ chặt cái con bu lông lại anh em. Đây cho anh em xem sơ qua máy. Thì mẫu này nó sẽ có đảo chiều cho anh em luôn nha anh em, bắn vào và bắn ra. Cò của nó là một cái cò điều tốc rất là mượt nè. Đó, anh sẽ để xa và xoay cho anh em nghe. Đó, nó sử dụng là một cái cò điều tốc rất là mượt nha anh em, phù hợp với anh em. Còn pin thì nó được trang bị là một quả pin 21V, điện áp và dòng xả là 4A cho anh em. Và cục pin này nó sẽ có mã là AB 440SM, đó model của viên pin. Với viên pin này nó cũng là một loại pin chất lượng để đảm bảo được cái dòng xả khi mà anh em mình sử dụng ổn định nè, và phù hợp với máy, tránh tình trạng bị ngắt dòng khi mà anh em mình sử dụng. Nếu như những dòng bu lông lớn mà khi mà anh em mình sử dụng chung với những quả pin nhỏ thì nó thường sẽ bị tình trạng là không đủ dòng xả ra, thì thường khi mà anh em mình siết vào hoặc là tùy đó thì anh em mình sẽ bị tình trạng là ngắt máy khi mà sử dụng nha anh em, thì nó sẽ không có khi mà anh em đầu tư nguyên combo của thương hiệu Amatool này. Với sạc đi kèm theo nó cũng sẽ có mã là model AF
2.5A SM cho anh em. Thì dòng này nó sẽ sạc được 2.5A cho anh em cũng khá là nhanh, khi mà anh em mình sử dụng sạc cho những loại 4A thì nó chỉ rơi vào tầm 1 tiếng 10 phút là anh em mình có thể sạc đầy được. Với mẫu này là chuyên pin phổ thông thì anh em mình có thể nhìn thấy rất là dễ dàng luôn. Và những loại sạc tốt á thì khi mà anh em mình cầm nó rất là nặng nha anh em. Hai mẫu này, cục này thì anh em mình có thể mua lẻ với cái giá thành đâu đó tầm 250, nhưng mà khi mà anh em đầu tư nguyên bộ thì nó sẽ có cái deal tốt hơn, cái build tốt hơn cho anh em. Thì sau khi mà anh em đã tìm hiểu hết về thông tin máy cũng như xem được kết cấu của máy thì anh em nào mà thích bộ này thì anh em mình có thể chốt ngay với mức giá chỉ có 2.995.000 là anh em mình có thể chốt được một bộ, một thân máy bu lông 550 new của thương hiệu Amatool và kèm theo hai viên pin 4A và có sạc. Thì khi mà anh em chốt gói này tại cửa hàng điện máy EV Store thì bên em sẽ hỗ trợ thêm cho anh em mình một cái túi vải của thương hiệu Amatool nữa, và giá chính xác là 2.995.000. Anh em nào có nhu cầu thì mình có thể liên hệ ngay cho số hotline 0934077765, hoặc anh em mình có thể đến ngay địa chỉ cửa hàng, địa chỉ là 367 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để anh em mình có thể chốt đơn. Và anh em nào ở xa thì mình có thể lên web xem và search, thì bên em sẽ có hai trang web chính cho anh em mình để anh em mình có thể tìm hiểu về mẫu mã của sản phẩm là dienmayev.vn, hoặc anh em mình có thể search trang web maymocvietnam.com để anh em mình có thể tìm hiểu thêm thông tin và chi tiết. Những mẫu này thì em cũng có chính sách bảo hành cho anh em mình đầy đủ, thân máy 8 tháng, pin sạc 6 tháng. Anh em nào có nhu cầu đầu tư thì có thể liên hệ ngay với shop nha. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Anh em nào thấy video hay thì mình cho shop xin một lượt like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để mỗi khi mà bên em lên những video mới nhất thì anh em mình sẽ nhận được thông báo từ điện máy EV Store nha. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.